Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A kính kệ Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó thiền cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như là ngày nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cơ đại tập đại phương đẳng Bồ Tát tâm bộ niệm Phật quỷ năm. Phẩm năm, khi âm thanh của vi diệu biện tài thù thắng của Phật phần ai. Bây giờ đại Bồ Tát Bất Không Kiến bảo Tôn giả A Nan. Này Tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn là tiếng đại phạm, là tiếng đại sư tử, là tiếng đại hùng sáng tỏ, là tiếng đại đông dương, là tiếng trống lớn vi diệu, là tiếng ca lớn vi diệu, là tiếng tuyệt hay, là tiếng gió lớn, là tiếng mây lớn, là tiếng sấm lớn. Bạch Tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn là tiếng đại thiện, là tiếng không nghĩ bàn, là tiếng vô lượng, là tiếng vô biên, là tiếng không thể ngợi khen, là tiếng đầy đủ, là tiếng vô ngại, là tiếng ca lân thần già. Này Tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn là tiếng viên mãn, chư Như Lai là tiếng có thể chứng, chư Như Lai là tiếng có thể nhận biết, chư Như Lai là tiếng của trí sâu xa, chư Như Lai là tiếng thanh tịnh nó không thể hủy hoại, chư Như Lai là tiếng vô cấu, chư Như Lai là tiếng không chỉ trích trách mắng, chư Như Lai là tiếng không thể phá tan, chư Như Lai là tiếng tuyệt hay, chư Như Lai là tiếng tuyệt hay hơn hết, chư Như Lai là tiếng không thiếu sót, chư Như Lai là tiếng không khiếp nhược, chư Như Lai là tiếng đầy đủ tất cả công đức. Này A Nan, chư Phật Như Lai ứng cúng đặng chánh giác khi phát ra tiếng nói, nếu muốn dùng một âm thanh lan khắp một cõi Phật là có thể làm cho lan khắp, nếu muốn lan khắp hai cõi Phật hoặc ba bốn hoặc năm hoặc mười cho đến trăm ngàn cõi Phật, cho đến một ức nhân vô tha, cho đến vô lượng vô biên a tăng kỳ, thế giới không thể tính biết được, thì Đức Như Lai Thế Tôn lại xuất ra vô lượng vô biên a tăng kỳ không thể đếm, không thể biết những âm thanh khác thường như vậy, thể đều lan khắp cái thế giới ấy, khiến cho các chúng sinh được nghe tiếng nói của Đức Như Lai đều tự suy nghĩ. Lạy Đức Thế Tôn, chỉ vì ta mà chuyển pháp luân như thế. Này Tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn có những âm thanh không thể nghĩ bàn như vậy. Chư Phật Thế Tôn có những âm thanh tạo những lợi ích như vậy. Này Tôn giả A Nan, phía như sự chuyển động của mặt trời là việc các loại chúng sinh ở cõi dưới phù đề đem lợi ích lớn cho người có mắt. Lợi ích thế nào? Đó là ánh sáng chiếu rõ tất cả sự vật. Như vậy, này Tôn giả A Nan, cái Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác với âm thanh thanh tịnh, nên khi tiếng ấy gian khắp gian đến đâu, có thể vì tất cả tính căn của chúng sinh mà tuyển nghi thuyết giảng, đem lại lợi ích lớn. Ý nghĩa ấy cũng như vậy. Đang nói này Tôn giả A Nan, ví như trăng đêm rằm mùa thu, ánh sáng thanh tịnh tròn đầy, và có duyên phù đề thì ánh trăng rằm thì mừng vui. Cũng như vậy là Tôn giả A Nan, các Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, tiếng nói cũng tròn đầy, có thể tạo nên tất cả pháp âm sáng tỏ để người nghe vui vẻ, đạt được lợi ích lớn. Nghe ấy cũng như vậy. Này Tôn giả, lại nữa là Tôn giả A Nan, với như nước trong biển cả, bình đẳng một vị tường trụ an nhiên, khó vào khó qua, trong đó có nhiều châu báu kỳ quý, có thể đem lại lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh, hoặc người hoặc phi nhân. Cũng như vậy, nơi Tôn giả A Nan, cái Đức Như Lai ứng cúng đại nhân giác, tiếng nói cũng tròn đầy, bình đẳng một vị a nhân trong lặng, có vào khó lường, vi diệu, có thể đem lại an vui cho tất cả chúng sinh. Nghĩa ấy cũng như vậy. Là nơi này Tôn giả A Nan, với như đại địa giữ vững tất cả núi rừng sông biển, thành lớn của vua, làng xóm của dân chúng, đã có thể làm chỗ sinh trưởng cho các mầm mống gốc cành hoa quả, đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Cũng vậy, này Tôn giả A Nan, cái Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác chuyển âm thanh để che chở cho gìn giữ tất cả, khiến cho hết thảy không bị tổn hại, còn làm cho căn lành tăng trưởng, cho đến cho chúng sinh nhiều hoa quả công đức vô cùng lợi ích nơi thế gian. Nghĩa ấy cũng như vậy. Là nữa này Tôn giả A Nan, với như hư không dùng chứa tất cả, khi cho chúng sinh cùng các thứ được tạo ra qua lại du hành làm lợi ích lớn. Cũng như vậy, này Tôn giả A Nan, đất cái Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác chuyển âm thanh to lớn chỉ bày khắp tất cả, có thể khiến cho chúng sinh có nhiều việc phải làm qua lại sử dụng, không ai là không được lợi ích. Nghĩa ấy cũng như vậy. Là nữa này Tôn giả A Nan, với như cây ba lợi chất đa la ở cõi trời ta thập tam,
Khi nở hoa có thể khiến cho chư thiên ở cõi trời ấy đều sinh hoan hỷ, được nhiều ai vui thích. Cũng vậy này A Nan, cái Đức Như Lai bậc ứng cúng đẳng chánh giác, khi phát ra tiếng nói thường vì tất cả chúng sinh mà mở cửa cam lộ, khiến cho họ cùng chứng đạt thường lạc. Ý nghĩa ấy cũng như vậy. Bây giờ đại Bồ Tát Bất Không Kiến vì muốn làm sáng tỏ nghĩa này nên nói kệ: Đại Phạm Âm Thế Tôn Chân Thiện, Diệu Âm Sư Tử Ngưu Vương Cầm, Long Tôn Tối Thượng Gầm Vang Thế Giới, Tiếng Trượng Phu Độ Lượng Hùng Sáng, Tiếng Hùng Sáng Như Mây Sóng Gió, Tiếng Không Nghĩ Bàn Thật Vô Lượng, Chưa khắp mười phương cho biên cõi, cho đến vô ngại cũng ai cũng nghe. Tiếng nói Như Lai rất hoàn hảo, thế gian không gì làm chướng ngại. Cũng như tiếng ca lăng thường già nghe rất sáng suốt, rất vi diệu. Thánh không mong báo người vật vui, dạy cho chứng được tiếng tối thắng. Câu giải thoát sâu không ai bằng, thế gian không gì hủy hoại được. Tiếng vi diệu không vỡ không thiếu, liên tục không dứt hòa nhau pháp, cứu độ thế gian đều không cùng, đầy đủ tất cả tiếng công đức, đều phục trượng phô tiếng như ý, tiếng Phật vang khắp cả ba cõi. Tất cả chúng sinh nghĩ vui mừng, đều cho vì mình Phật nói pháp. Nếu muốn tiếng vang một thế giới, hoặc hai, ba, bốn cùng với năm, hoặc 10, 20 đến 50, trăm ngàn ức số lại hơn trước, hoặc là hơn cả hàng xa chốn, đều làm tràn đầy tất cả cõi. Cái chúng sinh kia không nghĩ khác, đều nghe tiếng ấy chỉ vì mình. Ví như mặt trời khi xuất hiện, hay cả cõi diêm phù đều chiếu sáng. Thế Tôn Thiên Nhân Sư cũng vậy, tiếng pháp sáng tỏ chiếu thế gian, giống trăng mùa thu giữa các sao, tròn trịa đầy đặn trong sáng nhất. Tại mọi lớn, lời lớn cõi diêm phù, chúng sinh đại thế đều hoan nghỉ. Tiếng Thế Tôn cũng giống trăng rằm, không nghĩ bàn tình thánh thế gian, đâu ai nghe được tâm không chán. Vì các chúng sinh tạo lợi ích, giống như nước biển cả vắng lặng, sâu rộng vô biên khó đến đấy, trong đó thường hiện các báu lạ, vì làm lợi ích cả thế gian. Như vậy chư Phật đại danh xưng, tiếng Phật sâu xa và vô cùng, từ dạy chúng chứng âm thanh tịnh, cùng các sự vui không thể hoại, hoặc với 3.000 các đại địa, hay đem đến chúng sinh các loại, tiếng chư Phật vang khắp như vậy, xin tạo lợi ích cho hết thảy. Với như hư không dung chứa ếch, chim bay quần sinh đều lợi ích. Như vậy tiếng túc tôn rộng chứa, thường tạo thắng thiện lợi chúng sinh, giống cây chất đa la đao lợi, nở hoa khiến chư thiên hoan lạc. Tiếng cam lồ chư Phật cũng vậy, hay làm lợi ích các chúng sinh. Tôn giả nếu tôi mãn một kiếp hay là trăm kiếp khen tiếng Phật, đời đời không thể khen hết được. Tiếng Phật không nghĩ bàn như vậy. Giả sử mười phương các chúng sinh, ta đều dùng miệng luôn ca ngợi, rốt cuộc cũng chỉ đạt phần nhỏ. Tiếng Phật khó nghĩ bàn như vậy. Giả sử hành trụ các chúng sinh, hoặc trong nhất thời đều thành Phật, chư Phật này nói cũng không hết. Tiếng Phật như vậy khó nghĩ bàn. Các dự âm Thế Tôn như vậy, trang nghiêm đầy đủ không ai bằng. Nếu ai hay sinh tâm vui vẻ, thì họ không sợ nói quả ác. Tiếng Phật khó nghĩ bàn như vậy. Ví dụ đệ nhất không gì bằng, nếu có bồ đề được vui này, không lâu sẽ thành Phật Pháp Vương. Bấy giờ Tu Thiên Vương, Thiên Chủ Đế Tích, Thiên Vương Tu Giả Ma, Thiên Vương Đâu Xuất Đà, Thiên Vương Hóa Lạc, Thiên Vương Tha Hóa Tự Tại, con của Ma Phương là Thái Tử Đạo Sư, Đại Phạm Thiên Vương là chủ thế giới Ta Bà, cho đến Thiên Vương Tịnh Cư và tất cả chư thiên khác đều có đại oai đức, cùng với vô lượng các thiên tử trong cõi dục, cõi sắc. Nghe Đại Bồ Tát Bất Không Kiến khen ngợi công đức nơi âm thanh của Đức Thế Tôn xong, tất cả đều sinh tâm tôn trọng đối với Bồ Tát Bất Không Kiến, vô cùng vui mừng, không thể kiềm chế, nên dùng hương bột chiên đàn tốt của cõi trời, những hoa trời và dòng hoa, y phục đẹp cõi trời, những tràng hoa, lọng báu, cờ vướng, chạm trổ đủ màu, tung trải trên bên trên Đại Bồ Tát Bất Không Kiến. Khi ở trong chúng hội có 6 vạn ức Na Do Tha, trăm ngàn vị trời ở cõi dục cõi sắc nghe nói về công đức âm thanh của Đức Như Lai, vì sắp chứng đắc nên liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, trồng các căn lành. Là có 5.000 tỳ kheo áo giáp tinh tấn, trồng các căn lành đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
là có 700.000 vạn ức các tỳ kheo ni phát tâm vô tự trên đài chánh giác và thường nguyện rộng lớn, là có 100.000 ưu bồ tát liền đều từ hoa sen báu đứng dậy đi thẳng đến chỗ đại bồ tát bất không kiến, là có 2 ức na cha tha 100.000 người nữ đều tự cởi các chuỗi ân chuỗi ngọc báu đang trang sức trên người tung lên hư không. Các vật báu ấy đều dừng lại bên trên đại bồ tát bất không kiến, tất cả đều trồng các căn lành nơi đạo vô thượng chánh đài chánh giác. Phẩm sáu khen ngợi công đức của Như Lai. Bây giờ đại bồ tát bất không kiến là bảo bồ bảo tôn giả A Nan: này tôn giả A Nan, chư Phật thế tôn thật là hy hữu, do công đức của các đức Như Lai luôn đầy đủ, từ cõi trời giáng xuống đầy đủ, nhập thai đầy đủ, trụ thai đầy đủ, xuất thai đầy đủ, mẹ sinh đầy đủ, căn lành đầy đủ, cái tướng đầy đủ, các vẻ đẹp đầy đủ, trang nghiêm đầy đủ, xuất gia đầy đủ, nhập định đầy đủ, đại nhập định đầy đủ, thâm tâm đầy đủ, chỉ tâm đầy đủ, chân tính đầy đủ, chủ ý đầy đủ, giới thân đầy đủ, định thân đầy đủ, tuệ thân đầy đủ, giải thoát thân đầy đủ, giải thoát trí kiến thân đầy đủ, các thần thông đầy đủ, chứng trí đầy đủ, đạt đến nhất thiết chủng trí rốt ráo đệ nhất, để đến từ đại từ rốt ráo đệ nhất, để đến bi đại bi rốt ráo đệ nhất, đạt đến hỷ đại hỷ rốt ráo đệ nhất, để đến xả đại xả rốt ráo đệ nhất, đạt đến tối thắng không gì sánh rốt ráo đệ nhất, đã đến chư oai nghi rốt ráo đệ nhất, đạt đến chư thần thông rốt ráo đệ nhất, để đến tất thảy các pháp vô ngại rốt ráo đệ nhất, đã đến thì giới phải sở lực rốt ráo đệ nhất, để đến sự mở bày do giác tạo lớp rốt ráo đệ nhất, đạt đến samatha thì bà sa na rốt ráo đệ nhất, để đến tất cả thiền định giải thoát tam ai bậc đề rốt ráo đệ nhất, đã đến không tham không sân không si không mạn không phóng dật không ganh ghét không sân hận để bỏ các sai lầm, giải thoát năm đường, được đến bốn vô ý rốt ráo đệ nhất, khiến cho tất cả chúng sinh trọn các căn lành tạo nghiệp quả báo, phát khởi giáo luận rốt ráo đệ nhất, khiến cho tất cả chúng sinh đối với các nhóm giới hạnh không đổ vỡ, không thiếu sót, không ô trượt, không xen tạp, thành tựu trí trường phu, không bị xúc phạm, được người trí khen ngợi, không có lỗi lầm. Tất cả thế gian hoặc trời người hoặc phàm hoặc ma hoặc sa môn hoặc bà la môn, cho nên không ai có thể như pháp mà chê trách hủy bán cách vi lý được. Này tôn giả, đại công đức của chư Phật Thế Tôn với hết sức thù thắng trong các loại chúng sinh và tất cả thế gian, không một ai có thể lường tính đối với công đức của Như Lai như giới mà biết được một phần nhỏ. Vì nơi nào có người lại có thể hơn Phật? Này tôn giả, đại từ nay các vị phải nên như thế mà quán. Còn hư không rộng lớn như vậy, bốn phương của hư không rộng lớn như thế, tôi đều biết rõ biên Phật, hàm lượng của nó. Nhưng công đức của chư Phật thì không thể lường tính được. Như vậy, tôn giả A Nan, tất cả không lượng về giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, cho đến tất cả oai nghi, thần thông lợi ích vô ngại, hiện có của chư Phật Thế Tôn là không thể nói được, không thể hiện bày rõ ràng, không thể biết được, không thể vào được. Vì sao? Là tôn giả A Nan, vì các công đức hiện có của chư Phật Thế Tôn đều không có biên vật. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn có vô lượng giới hạnh, vô lượng có vô lượng định hạnh, có vô lượng tuệ hạnh, có vô lượng giải thoát hạnh, có vô lượng giải thoát tri kiến, cho đến có hết thảy mọi vô lượng công đức. Thế nên này tôn giả A Nan, phải biết chư Phật Thế Tôn có đầy đủ các thứ như vậy. Bây giờ đại Bồ Tát Bất Không Kiến mới làm rõ nghĩa này, nên nói kệ tụng: khi Thế Tôn giáng trần nhập thai, dù không nghĩ bàn cuộc xuất cũng vậy, sinh nhà giàu sang mẹ hơn người, các công đức tối thượng bậc nhất, thân Phật có đủ 32 tướng, vẻ đẹp trang nghiêm đủ khắp thân, việc làm chư Phật không nghĩ bàn, do nơi nhiều kiếp mãi tu tập, tháng thượng hơn người cầu xuất gia, thành tựu thiền định đại tam muội, chánh tâm thuần nhuần tánh rất kiên cố, tất cả phương tiện thầy đã biết rõ, giới hạnh tâm muội đều đầy đủ, trí tuệ tròn đầy không ai bằng, giải thoát tri kiến cũng đã đạt, thần thông ở đức đã rốt ráo, hai việc khổ đau cứu chúng sinh, từ bi hạnh chính lấy làm đầu, hỷ xả diệu hạnh cũng bình đẳng, chư Phật Thế Tôn tự chứng biết, thân khẩu thường hợp với ý hành, việc làm như trí tuệ khó nghĩ lường, oai nghi siêu tuyệt hơn thế gian, thần lập pháp vương đến bờ giác.
Tánh mùi vị không trắng như mơ, như thấy pháp. Chỗ đúng chỗ sai để biết rõ, tiền định giải thoát khó suy lược, hay làm lợi ích các chúng sinh. Định tuệ chỉ quán đã thành tựu, hào quang chiếu rọi, diệt tâm uế, không có tham sân các lỗi lầm. Giải thoát vô ý đều khéo học, giới hành không phá cũng không yếu, không trượt không tạp rất thanh tịnh. Chúng sinh gặp Phật không sân não, không cầu quả báo khen ngợi trí, trong không lỗi lầm, ngoài không ngoại, và sửa trời người và phạm ma, hoặc là sa môn bà la môn, không thể chế trách thường thanh tịnh, có hư không còn có thể tận, cái phương cũng không thể rất rộng. Vô thường điều ngự khi nhân sư, giới hành thanh tịnh khó lường được, biển cả có thể miệng uống khô, vô biên dòng nước cũng như vậy, hạ quan chư Phật không thể biết, giới hạnh thanh tịnh ai được thấy. Tôi di miệng có thể thổi tan, đại tiểu tuyết vi cũng như vậy, diệu hành chư Phật không thể biết, giới hạnh thanh tịnh khó cùng tận. Bây giờ bạn Đại Bồ Tát Bất Không Kiến từ suy nghĩ hiện nay Đức Như Lai ứng cúng đàn chánh giác, nếu hạ oai thần đến với chúng hội này thì tốt đẹp biết bao. Nên ta cũng nên vì các Đại Bồ Tát thưa hỏi Đức Thế Tôn về pháp môn tam bội niệm Phật vi diệu của tất cả Bồ Tát. Trước đây Đức Như Lai đã nêu lên nêu tên. Bây giờ Ngài cũng nên vì các đệ tử diễn giảng pháp này, nói rõ nghĩa lý. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể ra khỏi thiền tịch an ổn chăng? Lúc này Đức Thế Tôn biết Đại Bồ Tát Bất Không Kiến suy nghĩ như vậy đang ngay tại chúng hội. Do thần lực của Phật, đại địa của thông thiên đại thiên thế giới này bỗng chấn động đủ số cách. Chấn động như vậy xong, Đức Tôn lại dùng thần lực phóng ra ánh sáng lớn, chiếu soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho tất cả ánh sáng của tất cả thần tố ánh sáng của mặt trăng mặt trời cho đến cung điện của các trời nơi cõi dục đều biến mất. Không hiện là có số lượng vô biên không thể nghĩ bàn, hằng hà xa số các cung điện của phạm thiên cũng đều trở nên tăm tối. Đến tất cả cung trời cõi ở cõi sắc cũng vì hào quang của Phật nên đều không hiện. Khi các ánh sáng đó không hiện thì chỉ có hào quang từ thần lực của Phật Thế Tôn là được sáng. Bây giờ Đức Thế Tôn với tâm đại từ luôn được ung đúc vì muốn làm lợi ích cho các chúng sinh, nên từ tiền trình đứng dậy đi từ từ đến chỗ đại chúng đang vây quanh quan sát Đại Bồ Tát Bất Không Kiến và tất cả chúng hội. Khi ấy vô thiên vô loài người hoặc phàm ma sa môn bà la môn, các loài rồng và xoa atula của tất cả thế gian được thấy hào quang của Đức Phật, tất cả đều từ tòa xin đang ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính chắp tay lễ bái Đức Thế Tôn rồi trở về chỗ cũ. Bây giờ Đại Bồ Tát Bất Không Kiến từ xa trông thấy Đức Thế Tôn thân tướng sáng tỏa đoan nghiêm thù thắng, các căn vắng lặng sạch như voi, sạch trong như voi chúa được điều phục, tâm ý an nhiên như nước láng trong, như thiết chủng trí tròn đầy. Tự tại đến đây nên càng sinh tâm vui mừng. Khế Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói với tôn giả A Nan: Này tôn giả A Nan, ông xem Đức Thế Tôn từ thiền định đứng dậy rồi từ đó đến đây, chắc chắn Thế Tôn sẽ khai diễn lý lẽ chân thật đẹp nhất, không hề hư vọng. Đức Như Lai Thế Tôn nói lời vi diệu, nói lời chân chánh, nói lời thành thật, nói lời như thật, nói lời không khác, nói lời khéo léo, tâm khéo suy nghĩ, thường làm việc lành, thân nghiệp không lỗi, khẩu nghiệp không lỗi, ý nghiệp không lỗi, tất cả công đức đều được đầy đủ, đó là đầy đủ giới tụ tối thượng bậc nhất, đầy đủ định tụ tối thượng bậc nhất, đầy đủ tuệ tụ tối thượng bậc nhất, đầy đủ giải thoát tụ tối thượng bậc nhất, đầy đủ giải thoát tri kiến tụ tối thượng bậc nhất, đầy đủ oai nghi tối thượng bậc nhất, đầy đủ thần thông tối thượng bậc nhất, đầy đủ lợi ích tối thượng bậc nhất, đầy đủ biện tài không nghĩ bàn tối thượng bậc nhất, đầy đủ thành tựu tối thượng bậc nhất, đầy đủ vi diệu tối thượng bậc nhất, đầy đủ bất thoái chuyển tối thượng bậc nhất, đầy đủ nhập thai tối thượng bậc nhất, đầy đủ sự trụ thai tối thượng bậc nhất, đầy đủ sự sinh ra trong gia đình tối thượng bậc nhất, đầy đủ công đức tròn đầy tối thượng bậc nhất, đầy đủ các tướng không nghĩ bàn tối thượng bậc nhất, đầy đủ các vẻ đẹp không nghĩ bàn tối thượng bậc nhất, đầy đủ nghiệp quá khứ tối thượng bậc nhất, đầy đủ căn lành tối thượng bậc nhất, đầy đủ sự phát tâm trọn vẹn tối thượng bậc nhất, đầy đủ tinh tâm, đầy đủ sự dứt trừ phiền não, đầy đủ sự diệt trừ lớn các phiền não, đầy đủ sự từ bỏ gia đình, đầy đủ sự nhận biết về năm chủng loại, đó là đầy đủ giới thân bậc nhất, đầy đủ định bậc thân bậc nhất, đầy đủ tuệ thân bậc nhất, đầy đủ giải thoát thân bậc nhất, đầy đủ giải thoát tri kiến thân bậc nhất,
đã đạt đến thần thông rốt ráo bậc nhất, đã đạt đến trí chứng vô dư rốt ráo bậc nhất, đã đạt đến chỗ phân biệt pháp rốt ráo bậc nhất, đã đạt đến phân biệt nghĩa rốt ráo bậc nhất, đã đạt đến phân biệt biện tài rốt ráo bậc nhất, đến sự bản lặng rốt ráo bậc nhất, đến sự minh đạt rốt ráo bậc nhất, đạt đến căn lực giác đạt rốt ráo bậc nhất, đạt đến tâm từ và đại từ rốt ráo bậc nhất, đạt đến lòng bi và đại bi rốt ráo bậc nhất, đạt đến tâm hỷ và đại hỷ rốt ráo bậc nhất, đạt đến tâm xả và đại xả rốt ráo bậc nhất, đạt đến oai nghi không nghĩ bàn rốt ráo bậc nhất, đạt đến sự hội thiện rốt ráo bậc nhất, đạt đến tự tại đối với tất cả pháp rốt ráo bậc nhất, đạt đến trí tri kiến quá khứ vô ngại rốt ráo bậc nhất, đạt đến trí tri kiến vị lai rốt vô ngại rốt ráo bậc nhất, đạt đến trí tri kiến hiện tại vô ngại rốt ráo bậc nhất, đạt đến thân nghiệp tùy trí tuệ hành rốt ráo bậc nhất, đạt đến khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành rốt ráo bậc nhất, đạt đến ý nghiệp tùy trí tuệ hành rốt ráo bậc nhất. Này tôn giả A Nan, Đức Như Lai bậc ứng cúng định chánh giác, trong một điểm có thể nhận biết một cách rõ ràng về tâm hành của tất cả chúng sinh, hoặc thiện hoặc ác, hoặc sạch hoặc nhơ. Bây giờ Đại Bồ Tát Quốc Không Kiến là bảo một tôn giả A Nan. Đại tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như biển cả, vì sự tích tụ của tịnh giới thâm thẳm như lấy biển. Đại tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như núi Tu Di, vì sự tích tụ của tam bụi không thể lay động. Đại tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như hư không, vì sự tích tụ của trí tuệ không có biên vật. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như hư không, vì tu lấy tất cả chúng sinh không hề chủ ngại. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như mặt trời, vì các thế gian mà làm sáng rõ các pháp. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như khối lửa lớn, vì thiêu đốt các củi phiền não của tất cả chúng sinh. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như sóng, như hào, như ao, như suối, vì rửa sạch các thứ có uế sinh lão bệnh tội của chúng sinh. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn như bậc lương y, trị bị lành, vì trị lành tất cả bệnh khổ đau của tất cả chúng sinh. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn như đám mây mưa lớn, vì dùng nước pháp làm thấm ướt sự gầy mòn của chúng sinh. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn như vô sư tử, vì phá trừ sự tự cao tự mãn của tất cả chúng sinh. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như chiếc thuyền lớn, vì đưa chúng sinh qua sông sinh tử. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như lực sĩ cõi trời, dàn phục đường tất cả lực sĩ của thế gian. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như hoa ưu đàm, vì tất cả thế gian khó được thấy. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như cây hoa ba loại chất đa, vì có 32 tướng của bậc đại nhân rất đáng yêu thích. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn giống như cha mẹ, vì đem lại lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Này tôn giả A Nan, chư Phật Thế Tôn luôn là lợi ích an lạc có thể, để có thể khiến cho tất cả chúng sinh được an trú. Này tôn giả A Nan, nếu có người nói Đức Như Lai xuất thế có chất lượng biện tài, người nói như vậy gọi là khéo nói về Đức Như Lai, hoặc nói Đức Như Lai xuất thế có biện tài có thể nghĩ bàn, đó gọi là khéo nói. Này tôn giả A Nan, có thể nói một cách tóm lược, Đức Như Lai xuất thế có biện tài vô biên, Đức Như Lai xuất thế có biện tài vô ngại, Đức Như Lai xuất thế có biện tài có nắm giữ tham chấp, Đức Như Lai xuất thế có biện tài thắng giải thoát, Đức Như Lai xuất thế có biện tài tùy tội nghĩa, biện tài tương ứng nghĩa, biện tài thanh tịnh bí diệu, biện tài khéo hỏi, biện tài không hỏi, biện tài bậc thượng, biện tài vô thượng, biện tài từ, biện tài đại từ, biện tài bi, biện tài đại bi, biện tài hỷ, biện tài đại hỷ, biện tài xả, biện tài đại xả. Đức Phật xuất thế có biện tài lợi ích. Này tôn giả A Nan, nếu có người nói Đức Như Lai xuất thế tạo đầy đủ lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì gọi người ấy là khéo nói về Đức Như Lai. Này tôn giả A Nan, nếu có người nói một cách chân chánh đồng nghĩa với sự biện tài tạo lợi ích cho mọi chúng sinh, chính là sự xuất hiện của Đức Như Lai ở thế gian, rồi lại nói biện tài tạo lợi ích của Như Lai là vì tất cả chúng sinh đều được lợi ích, nên ngôn âm chân chánh của Đức Như Lai đều khiến cho khắp nơi chốn được đầy đủ. Vì vậy nên Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian, người ấy cũng được gọi là khéo nói về Đức Như Lai. Này tôn giả A Nan, nếu có người nói chúng sinh không chỗ nương, chúng sinh không chỗ dựa, chúng sinh không ai cứu độ, chúng sinh không ai che chở, chúng sinh không ai xót thương,
Đức Như Lai xuất thế là chỗ nương, chỗ dựa, là chỗ là sự cứu độ che chở vì xót thương chúng sinh. Như vậy gọi là khéo nói về Đức Như Lai. Này Tôn giả A Nan, giả sử nay cô trải qua một kiếp hay ít hơn một kiếp mà ca ngợi công đức biện tài của chư Phật Thế Tôn, rốt cuộc cũng không nói được một phần, là trải qua vô lượng kiếp diễn ra đầy đủ quy công đức biện tài của Đức Như Lai, ứng cúng đại nhân giác, rốt cuộc cũng không nói được một phần nhỏ. Này Tôn giả A Nan, phải như có người già bệnh ốm yếu đi đến chỗ đại chúng rồi nói: mọi người nên biết, tôi tuy tuổi đã già sức yếu bị bệnh hoạn, nhưng vẫn có thể dùng đầu một sợi lông hút nước biển cả làm cho khô cạn tức khắc. Người ấy hoàn toàn không có thần thông chú thuật gì cả mà dám quả quyết như vậy. Này tôn giả, ý tôn giả thế nào? Điều người ấy đó có thực hiện được không? Tôn giả này đáp: không được tôi đại sĩ. Bồ Tát Bất Không Kiến lại nói: lời của người ấy thì chư thiên đều là người, mà tất cả thế gian chưa thể làm được việc thế hữu này. Vậy mà người khốn khổ ấy lại nói có thể dùng một đầu xà lông làm khô hết nước nơi biển cả, có thể suy niệm như vậy chăng? Tôn giả này đáp: chẳng thể tôi đại sĩ. Như vậy này tôn giả, việc ấy vốn không dựa vào đâu để tin. Nay tôi khen nói công đức biện tài của chư Phật Thế Tôn, rốt cuộc cũng không nêu được một phần nhỏ. Việc này cũng giống như vậy. Này Tôn giả A Nan, hãy để việc ấy lại. Giả sử hôm nay Đức Phật trở lại chúng hội, tôi khen ngợi một phần nhỏ về công đức ấy, và biết trải qua trăm ngàn ức nơi vô tha kiếp cũng không thể nói hết, không thể hết, huống chi là người khác. Này Tôn giả A Nan, hãy để việc ấy lại. Nên tôi lại nói: giả sử tất cả chúng sinh hiện ở nơi đại địa này với bao nhiêu chủng loại, hoặc có chân hoặc không chân, hoặc hai chân bốn chân cho đến nhiều chân, hoặc có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, thế giới như vậy, và lấy mười phương vô lượng vô biên chúng sanh hiện có trong cái thế giới ấy, giả sử tất cả chúng tất cả trong một lúc đều thành Phật, cái Thế Tôn ấy trải qua vô lượng kiếp đều trở lại khen ngợi một phần nhỏ công đức của Phật, rốt cuộc cũng không thể nói hết. Này Tôn giả A Nan, nên biết tất cả chư Phật Thế Tôn mới có đầy đủ công đức, không thể nghĩ bàn như vậy. Bây giờ Đại Bồ Tát Bất Không Khí và nhằm làm rõ nghĩa này để nói kệ tụng: Tôn giả hãy xem Pháp Vương đến, tất cả thế gian nên cúng dường, còn đức oai quang rất chói lọi, đầy tất cả trí khó lay động, lời hay tối thượng Phật chân thuyết, nói thật nói đúng nói không khác, khéo nói thánh pháp biết chân thật, thân miệng không lỗi ý cũng vậy, tâm không nghĩ khác dứt phân biệt, giới hạnh tuổi tháng tám muội sau. Trí tuệ giải thoát thật siêu việt, tri kiến giải thoát không ai bằng, hoan nghê đầy đủ không nghĩ bàn, thần thông vô thượng trí như thật, lợi ở thế gian vô hạn lượng, biện tài diệu hạnh cũng vô cùng. Từ trời hạ sanh như cô dương, nhập thai thành tựu hơn thế gian, trụ thai lại thường không gì sánh, sinh nhà đầy đủ mẹ tôn quý, các căn thành tựu tốt đẹp nhất, tướng tốt viên mãn không nghĩ bàn, thường diệu hoàng bị rất trang nghiêm, tất cả phân minh đời chiêm ngưỡng, chân tâm toàn vẹn tính thanh tịnh, thiền định trừ cáu có ai lớn, từ bỏ thế tục tất xuất gia, thành tựu bồ đề được năm thứ, đại vực thần thông đạt đệ nhất, trí tài vô ngại cũng vô biên, với samatha tỳ xá na pháp phương thông đạt được tự tại, nước trong biển cả rộng và sâu, hoặc dùng xà lông mà đo được, điều ngữ trường phô giới thanh tịnh, tu qua nhiều kiếp không thể biết, tu gì tuy vẫn có thể động, dùng tay đưa đến cung phạm thiên, khi chư Phật mới trụ thiền định, không ai có thể loạn động được, hư không dung chứa vẫn cùng tận, bốn phương tuy rộng biết giới hạn, đoạn không thấy được cảnh chánh giác, tu gì phân biệt chỗ này nọ, tôn giả đại địa thật rộng lớn, nhân vẫn biết nó rộng bao nhiêu, nhân chúng tôi sẽ lìa phiền não, tâm ý thức Phật không cùng tận, mặt trời chiếu sáng trường tâm tối, xem các thiện ác hoặc thấy sắc, thế gian sự tự tại như vậy, hay xua mây vô minh đen tối, ví như trăng thu ra khỏi mây, chúng sinh trong thấy đều vui vẻ, pháp vương trí sáng như trăng trầm,
Nhớ xem sắc đẹp không ai thích. Như đèn sáng đêm dài tối tăm, để người mắt sáng thấy đường đi, người đi thế gian trừ tâm tối. Thường dùng pháp sáng chiếu chúng sinh, bậc tự tài hay bài đốt pháp. Đại sư trời người vì chúng sinh, tất cả các hữu đều diệt hết, cho nên gọi Phật vô ánh sáng. Thánh trí như nước sông và suối, rửa sạch bụi sinh lão bệnh tử, như đại y dương cho thuốc hay, đều ngự luôn trừ các bệnh khổ. Giống như long dương đổ mưa lớn, là nước tràn đầy các đại địa. Chư Phật hành từ bi như vậy, dự đổ cho những người ở pháp. Khi vô sư đại sư tử gầm lên, hàng phục các tội ác thế gian, Thế Tôn cũng vậy quyết định nói: phá trừ tâm ngã mạn ngoại đạo, như thuyền bè lớn thường qua lại, đưa chở những người đến và đi. Chư Phật cũng dạy hiện cùng khắp, cứ chúng sinh chìm trong bốn dòng, hỏi ưu đàm bác đời hiếm có, di phù đề càng khó được xem. Thế Tôn thường người rất khó gặp, là chỗ quy y cả thế gian. Như khi hoa cây ba loại nở, trời thân thập tam rất vui mừng, tôn tốt đại nhân hiện ở đời, chúng sinh sanh thái đều vui vẻ, thì biến Thế Tôn khó cùng tận. Như hiện nay tôi đang nói rõ, tôi đại khen công đức chư Phật rốt ráo lợi ích các chúng sinh. Là một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tâm Bụi Niệm Phật. Quyển 6, phần 7, Phật Hiện Thần Thông. Bây giờ Đức Thế Tôn từ trong cái xe đưa ra cánh tay màu vàng rộng, sơ lên đỉnh đầu Đại Bồ Tát Bất Không Kiến, rồi lại hiện bày tướng lưỡi rộng dài. Bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: lành thay, lành thay, này Bồ Tát Bất Không Kiến, nay ông đã có thể vì các chúng sinh khen ngợi công đức chân thật của Như Lai ứng cúng đàn chánh giác. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nó có người nói khi chúng sinh ở thế gian không được cứu giúp, rồi nói chắc chắn có người có thể cứu giúp, vì Phật xuất hiện ở thế gian là để cứu giúp chúng sinh. Bồ Tát Bất Không Kiến nên biết đó là khéo nói về Đức Như Lai. Lại nữa, này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu lại có người nói khi chúng sinh ở thế gian không có chỗ nương tựa, chính khi ấy chắc chắn có bậc biện tài không nghĩ bàn, biện tài vô lượng xuất hiện ở thế gian để có thể làm chỗ nương tựa lớn cho chúng sinh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nên biết đó là khi nói về Đức Như Lai. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu là nói chúng sinh ở thế gian có nhiều hành động tham dục, nhiều hành động sân hận, nhiều hành động ngu si, chắc chắn khi ấy sẽ có bậc đại sư không tham dục sân hận và ngu si xuất hiện ở đời để trừ bá độc cho chúng sinh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nên biết đó là khéo nói về Đức Như Lai. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu lại nói chúng sinh ở thế gian khi đã có nhiều sân hận, khi đã có nhiều sự ganh ghét, thì lúc ấy chắc chắn có bậc đại sư sau liền tham lam kiêu kỳ ganh ghét, thế là Bồ Tát xuất hiện ở thế gian diệt trừ tham lam kiêu kỳ kiêu ghét ganh ghét cho chúng sinh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nên biết đó là chính là khéo nói về Đức Như Lai. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu lại nói chúng sinh ở thế gian không có hạnh biết hổ thẹn, ngay khi ấy chắc chắn có bậc đại sư biết khổ thẹn xuất hiện ở đời để trừ bỏ sự không biết khổ thẹn của chúng sinh. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nên biết đó là chính là người nói về Đức Như Lai. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nếu lại bảo chúng sinh ở thế gian tại nhiều thứ kiêu căng tự cao tự mãn, ngay khi ấy chắc chắn có bậc đại sư hòa kính điều phục tuần nhã xuất hiện ở đời để trừ bỏ sự kiêu căng tự mãn cho chúng sinh. Nên biết đó là chính là khéo nói về Đức Như Lai. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nó lại bảo chúng sinh ở thế gian không có tâm từ bi, không thể thực hành hỷ xả, phần lớn hành theo tâm giận dữ, nhơ ác, độc hại. Ngay khi ấy chắc chắn có bậc đại sư đoàn trừ những giận dữ độc hại, khiến đạt đầy đủ bốn đẳng từ bi hỷ xả xuất hiện ở đời. Vậy họ tu từ bi làm việc lợi ích lớn. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nên biết đó là chính là khéo nói về Đức Như Lai. Này Bồ Tát Bất Không Kiến, nó lại bảo thế gian có các chúng sinh làm nhiều điều ác, không có tâm thiện. Ngay khi ấy có bậc đại sư sẽ dạy cho họ sinh các căn lành, còn căn lành đã có từ trước,
thì làm cho tăng trưởng xuất hiện ở thế gian. Này bất không khiến, bạn biết như vậy là khéo nói với Đức Như Lai. Này Bồ Tát bất không khiến, nếu lại bảo bệnh của chúng sinh ở cõi đời có năm thứ ô trược này tăng trưởng thì thế gian sẽ có bậc đại nhân hay làm điều lợi ích dẫn dắt chúng sinh đạt đến giải thoát bằng pháp môn an lạc. Này bất không kiến, nên biết lời nói ấy là chỉ cho ta vì sao hiện nay ta đã xuất hiện ở đời ác năm trược, là để tuyên dương pháp mộc, đoạn trừ tà cấu hay làm lợi ích cho các chúng sinh. Khi Đức Thế Tôn được tay so lên đỉnh đầu Bồ Tát Bất Không Kiến, cùng lúc dùng thần lực trong khoảng thời gian một niệm làm cho đại chúng này đều thấy vô lượng vô biên không thể nói. Tất cả quốc độ của chư Phật hiện tại ở phương Đông, các Đức Phật Thế Tôn nơi các cõi nước ấy đều chưa diệt độ, và mà cảnh giới của chúng sinh ở đó thì đều hiện ra trước mặt, là cũng nghe được âm thanh thuyết pháp của các Đức Phật đó đó, cũng thấy cõi ấy thanh tịnh trang nghiêm đầy đủ các thứ. Cho đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng và hai phương trên dưới đều có các cõi của chư Phật thanh tịnh như vậy. Tất cả cảnh giới đều hiện rõ trước mắt như xem quả xoài trong lòng bàn tay. Lại nữa, khi Đức Như Lai Thế Tôn lấy tay so trên đỉnh đầu Đại Bồ Tát Bất Không Kiến, như thần lực của Phật và nhân duyên nơi bản nguyện của Bồ Tát Bất Không Kiến, nên trong khoảng một niệm đã làm cho đại chúng thấy mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ không thể đếm được chư Phật ở quá khứ đã nhập niết bàn. Tất cả các cõi đó thanh tịnh trang nghiêm, mọi mỗi đều rõ ràng như nhìn vào lòng bàn tay. Cũng như thần lực của Phật mà đại chúng cũng lại thấy chư Phật Thế Tôn ở vị lai, các cõi nước cũng đều thanh tịnh trang nghiêm và đầy đủ. Bây giờ Đại Bồ Tát Bất Không Kiến nhờ diệu lực của bản nguyện lại nương theo oai thần của Phật đã được khắp mười phương ba đời các Đức Phật và các cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm ấy. Muốn nói lại nghĩa này, nên từ tọa ngồi đứng dậy, diệu oai nghi ngay thẳng, vạch vai áo bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ: nước của cõi Tam Thiên Đại Thiên, nếu muốn lường đều có thể biết, điều người trường phu thầy trời người, nếu hành sâu xa lường chẳng được, tu di cao rộng ngút trời xanh, người bệnh già yếu miệng tội tan, ta tôn lúc mới nhập thiền định ở trăm ngàn kiếp khó biết rõ, hay không bao la chân đi khắp bốn phương vô cùng phần đến nơi, ta tôn đại sư đặng chánh giác trí tuệ sâu xa không bến bờ, hay không bình đẳng không chướng ngại, vẫn bị gió bão làm lay động, bạn tánh Như Lai không phiền não, tam chân si độc ở nơi nào? Mặt trời tròn trịa ở trong hư không, thanh tịnh chiếu sáng khắp thế giới, chúng tánh tiếng A La cũng vậy, chiếu sáng rực rỡ ở nơi thiên chúng, như trăng mùa thu cùng sa mão chiếu sáng rạng ngời giữa các sao, trăng tròn đại pháp hương cũng vậy, một mình chiếu sáng giữa trời người, như hoa ưu bát rất hy hữu, thế gian chưa đến chưa xuất thế, chư thiên trung thiên đều ngự sơ, có lúc hiện diện tùy ý cảm. Tây quý Thế Tôn xoa đầu con, sắc vàng trăm phước tướng trang nghiêm, không thể hủy hoại đều đầy đủ, vốn vì lợi ích mới như vậy. Chân ngôn thật ngữ của Thế Tôn, pha vương giữa người chuyển xe chánh, cùng khắp mười phương trong thế giới, hết sức lợi ích đường tự tại. Nhờ Thế Tôn khi xoa đỉnh đầu, con thấy bậc tối thượng mười phương, nhiều như số cát trong sông Hàn, đại tiên oai đức có nhiều chúng, tay của Mâu Ni đã giúp con thấy ngay chư Phật như Di Đà, như tính số cát trong sông Hàn, thôi thắng loài người có nhiều chúng, tay lành Như Lai giúp con hiểu thế giới cực lạc, con thấy biết A Xúc ứng cúng lượng túc tôn, ánh sáng đại từ tạo lợi ích, con nhờ tay thần Thế Tôn chạm thấy khắp thế gian bậc diệt độ, trong một niệm như các sông Hàn, đại từ đã hằng phục các căn. Khi Thế Tôn dùng tay xoa đầu, con cũng thấy nguyện sư Di Lặc như các sự việc ở vị lai mà mỗi rõ ràng không còn nghi. Con đã thấy chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại cũng như vậy. Mười phương ba đời các Như Lai thần thông đức lực khó nói hết. Khi Thế Tôn dùng tay xoa đầu, con thấy mười phương bậc cứu đời, cùng thấy cõi thanh tịnh chư Phật. Nhờ đó con phát nguyện tối thượng thần thông chư Phật có nghĩa bàn, giới định trí tuệ cũng như vậy. Các công đức khác không thể nói, mong Phật như nay thường dạy con. Khi Như Lai duỗi tay xoa đầu, con liền thấy mười phương tháp miếu, các báu sắc vàng như hàng xa, đầy đủ thứ cúng dường tốt đẹp.
chư Phật đều đủ loại danh xưng, vô số tướng tốt khắp mười phương, trong ngày âm nhạc để cúng dường. Con thấy cõi ấy đều như vậy. Cõi ấy là có nhiều tác Phật vàng sợi đan xen báu pha lê, to lớn hơn cả một gia tuần, uy lực trang nghiêm đều như thế. Là thấy các tháp miếu đại tôn, các báu pha trộn rất tinh diệu, ở trong hư không cũng có lửa tự dùng hoa trời tung lên trên. Có lại thấy các tháp đẹp ấy vượt lên cao hơn 12 tuần, trụ chư Phật ấy tự nhiên đang ánh sáng chiếu khắp cõi một mọi phương. Khi Thế Tôn dùng tay xoa đầu, có thấy tháp đẹp không thể nói, chư Phật đều có tiếng tâm lớn trong đó đều đủ sức Như Lai. Khi thấy Thế Tôn xoa đầu con, khiến con được thấy các cõi Phật, chư Phật hỏa thiêu tọa nhục thân, tất cả các hạnh không thể nói, tự tu khổ hạnh chỗ mình ở, không kể ngày đêm như cứu lửa, thề lớn dùng mạnh độ chúng sinh, để vì đạo Bồ Đề vô thượng. Còn lại xem thấy mười phương cõi, có các Bồ Tát thường tinh tấn, tự khoét thịt mình, thắp nhiều đèn, ấy là ánh sáng của Bồ Đề. Còn lại thấy có thân thanh tịnh, ở trước chư Phật thường đứng thẳng, đến lúc Thế Tôn đại Niết Bàn, chỉ vì cõi đức lớn giác ngộ. Có lại trong thế người bị pháp, dầu thơm lưới thân làm đốt sáng, thân khổ ý chuyên khắp mười phương, trọn không để tâm lưới tài thực. Còn lại thấy các trường phu thường bỏ đầu mắt bà tay chân, giờ con mà báu và thành nước, chỉ cầu quần sẽ được an vui. Như điều con thấy chẳng sót gì, không thể dùng miệng mà nói được, chứ con thấy biết rất tối thắng. Nhờ ai lực Phật nên thấy khắp, hoa thần Thế Tôn giúp đỡ con. Khi con thấy việc hy hữu này, an lành bậc nhất thiên trung thiên, nay con quy y tối vô thượng. Phẩm tám thứ hỏi rộng về việc thấy nhiều Đức Phật. Bây giờ Đại Bồ Tát Bất Âm Kiến bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay tất cả đại chúng trời người này đã thấy Thế Tôn trụ lâu trong thiền định, im lặng không nói nên đều có sự khác ngưỡng. Quý mong Thế Tôn chủ động an tọa nơi bảo tòa này. Thế Tôn nghe Đại Bồ Tát Bất Âm Kiến và đại chúng trời người cung tỉnh, nên hiện rõ oai nghi, chánh niệm, im lặng chấp thuận. Đại Bồ Tát Bất Không Kiến thấy Đức Phật là im lặng chấp thuận rồi, thì bày vai áo bên phải với mặt quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, nay con có điều muốn hỏi, nếu Thế Tôn cho phép con mới dám. Đức Phật bảo Bồ Tát Bất Không Kiến: Như là ứng cúng đặng chánh giác, tùy theo điều ông hỏi sẽ giải thích, để đoạn trừ nghi hoặc, khiến tâm ông được vui vẻ, để cho các hàng trời người Phạm Ma Sa Môn Bà La Môn đều sẽ chứng biết. Khi Đại Bồ Tát Bất Không Kiến dâng theo lời Phật dạy, liền thưa Bạch Thế Tôn: Đại Bồ Tát cần phải suy nghĩ về những tâm bụi gì, còn phải gần gũi những tâm bụi gì, còn phải tu hành những tâm bụi gì. Như vậy Bồ Tát suy nghĩ gần gũi và nhờ tu hành tâm bụi ấy rồi, hiện thấy pháp gì mà được an lạc, làm sao được như biển cả đã nghe điều nhiều sự giáo thọ, làm sao được như núi Tu Di để tâm Bồ Đề an trụ không lay chuyển, làm sao được như núi Đại Tiết Chi để tất cả tà luận của ngoại đạo không thể làm cho nghiêng động, làm sao được như núi như hư không để tất cả pháp không bị chướng ngại, làm sao được như hư không để tâm không bị chấp, làm sao được như mặt trời để phá trường tất cả vô minh tâm tối, làm sao được như mặt trăng để pháp trắng trong được tròn đầy, làm sao được như ngọn đèn để làm ánh sáng pháp, làm sao được như ngọn đuốc lớn để tất cả thọ ấm đều được tiêu diệt, làm sao được như khối lửa để thiêu đốt tất cả các phiền não, làm sao được như sông ao suối nguồn để tất cả chúng sinh tùy ý thọ dụng, làm sao được như chiếc thuyền lớn để đưa tất cả chúng sinh qua bờ bên kia, làm sao được như cây cầu để khỏi bị chìm đắm trong phiền não sinh tử, làm sao hàng phục được các oán địch để phá trừ cái thứ kiêu mạn của quân ma, làm sao được như cái ba loại chất đa la để bị tất cả chúng sinh ở các phương mà nở hoa bảy phần bồ đề, hương thơm theo gió tâm đường khắp nơi, làm sao được như hoa ưu đàm bát gì hiếm có khó gặp, làm sao được như dược dương bình đẳng trị lành bệnh khổ của tất cả chúng sinh, làm sao được như đại y dương khởi tâm đại bi xót thương mọi chúng sinh, làm sao được như cây chiên đèn để trừ các nóng bức,
ta đã sự mất mẻ, làm sao được như đám mây lớn để bình đẳng tuôn xuống những trận mưa pháp, khiến cho tất cả được đầy đủ? Làm sao được như bình chứa mật để có thể thuyết giảng đầy đủ pháp một vị? Làm sao được như tiếng gầm sư tử để có thể ban cho tất cả chúng sinh sự không sợ hãi? Làm sao được như cha mẹ để bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh mọi sự an lạc, lợi ích? Làm sao được thấy pháp chân thật để như pháp tánh đạt đến thực tế rốt ráo? Làm sao giải thích được nghĩa lý sâu xa đạt đến nghĩa thật rốt ráo? Làm sao khéo giải nói pháp biện tài để có thể đạt đến sự phân biệt rốt ráo? Làm sao thuyết pháp một cách khéo léo để đạt được phương tiện đầy đủ rốt ráo? Làm sao phân biệt rõ nghĩa để khéo biết câu chữ pháp? Làm sao đạt đến chánh ý chánh hạnh để nhận biết được đầy đủ? Làm sao để nắm giữ được đại chúng để không sợ hãi? Làm sao giải nói về nghĩa như thật để nhập vào thực tế? Làm sao được như biển cả để tất cả pháp cùng một vị? Làm sao được như núi lớn để tam bộ an tĩnh không thể lay chuyển? Làm sao được như cây cờ của đất tích để tam bồ đề không hề khuân động? Làm sao để được sức mạnh kiên cố để tâm trí luôn đầy đủ? Làm sao được đầy đủ oai nghi để không làm những việc hư dối? Làm sao được thân oai nghiêm để hoan hỷ thuyết pháp cho người khác? Làm sao được sự tốt đẹp thượng diệu để có sắc tướng tột bậc? Làm sao đạt được tôn quý để sinh nơi nhà thuộc tộc họ lớn? Làm sao đạt được đại pháp vương để có công đức phước báo? Làm sao được đầy đủ để có biện tài vô lượng? Làm sao được biện tài không chấp trước? Làm sao để được biện tài không nhầm lẫn? Làm sao để được biện tài không phân biệt đủ loại tên nơi câu chữ? Làm sao để được biện tài không nghĩ bàn? Làm sao để được biện tài cho biết? Làm sao để được biện tài giải thoát? Làm sao để được biện tài đồng nghĩa? Làm sao để được biện tài tùy theo ý nghĩa của người khác? Làm sao để được biện tài dần dần thân cận? Làm sao để được biện tài hỏi thế nào cũng có thể giải đáp? Làm sao để được biện tài không hỏi mà tự nói? Làm sao để được biện tài không hủy hoại? Làm sao để được biện tài không thoái chuyển? Làm sao để được biện tài dẫn nói tất cả sự việc nơi câu chữ sâu xa? Làm sao để được biện tài ví dụ so sánh vô lượng vô biên? Làm sao để được tuy chưa chứng đại bồ đề mà đã có đầy đủ pháp âm? Làm sao để có được âm thanh vi diệu bậc nhất? Làm sao để được âm thanh như chim ca lăng tần già? Làm sao để được âm thanh như sư tử chúa? Làm sao để được âm thanh như đại long dương? Làm sao để được âm thanh như đại ngưu dương? Làm sao để được âm thanh như tiếng chuông, tiếng trống rống lớn? Làm sao để được âm thanh ca ngợi sự tốt đẹp thù thắng? Làm sao để được âm thanh như tiếng nhạc? Làm sao để được âm thanh trong đẹp thương cảm? Làm sao để được âm thanh như gió, mây, sấm chớp? Làm sao để được âm thanh của biện tài trang nghiêm thâm diệu? Làm sao để được các chương cố văn tự lời nói phi diệu, âm thanh của biện tài trang nghiêm chân chánh? Làm sao để có thể nói được những âm thanh hết sức khéo léo sâu xa? Làm sao để được âm thanh của biện tài đủ các thứ ví dụ? Làm sao để được âm thanh cúng dường tất cả các bậc tối tán nơi thế gian? Làm sao để có được âm thanh của biện tài luận nghị cùng người khác? Làm sao để được âm thanh thần thông rốt ráo? Làm sao để được âm thanh không quên mất pháp? Làm sao để được âm thanh không thiếu một chút pháp lành? Làm sao để được âm thanh cho các căn lành để thực hành đầy đủ sự khen ngợi người khác? Tất cả đều được đầy đủ như vậy. Đại Bồ Tát Bất Không Kiến nói tất cả những nghi vấn như thế rồi. Muốn làm rõ nghĩa này nên nói kệ: đầy đủ tướng sắc vàng trăm phước, ngộ được một pháp lợi chưa biên, công đức tối thắng nay con hỏi, những tam muội gì nên nghĩ trước? Diệu đế Như Lai không ai bằng, trong thế gian có việc gì hơn? Con hỏi Thế Tôn tu định gì mà được công đức không nghĩ bàn? Đại sư trời người bậc điều ngự, tư duy định này có đức gì? Bồ Tát nơi đó tu thế nào mà nay an lạc với tất cả? Vì sao biển đa văn tự nhiên? Làm sao gìn giữ tâm quyết định được ở nơi công đức chư Phật? Làm sao như núi Đại Thiết Vi trong đó không có tâm sân hận mà hay hàng phục các ngoại đạo? Làm sao vô ngại như hư không? Làm sao lại được tâm tự tại? Làm sao như mặt trời mặt trăng? Làm sao như đuốc lại như đèn?
làm sao soi sáng các chúng sinh, làm sao lại tu quán tam muội, làm sao giải thoát các phiền não, làm sao qua khỏi bờ sinh tử, làm sao phát tâm trong biển khổ, riêng vượt qua khỏi không ai bằng, làm sao cái ba lợi chất đa, là nhân tướng đẹp trang nghiêm tốt, làm sao như hoa ô đàm bát, dũng kiện hùng mạnh không xuất thế, làm sao cho thuốc không mong đền, luân y cứu khổ điều ngự xưa, hay được các bệnh nóng chúng sinh, an trụ gió sạch được mát trong, làm sao để được như pháp bảo, vô lượng công đức đến bờ kia, làm sao pháp rất sâu rất đẹp, như vị mật ngọt ngon vô cùng, làm sao được tiếng của sư tử. Hay khi chúng sinh không sợ hãi, làm sao cùng lợi như cha mẹ, được sự vui sướng công nghị bàn, làm sao để được biện tài tốt, thực hành bồ đề được tiến tâm, làm sao nói đạo đó tôi thắng, làm sao để được trí vô ngại, làm sao giới nghĩa khéo phương tiện, làm sao khai biết các pháp tướng, làm sao phân biệt danh cứu thân, sao gọi pháp thế và xuất thế, sao gọi là chánh niệm chánh hạnh, làm sao biết tư duy đầy đủ, làm sao nghe nhiều như biển cả, sao khen đức chân thật của Phật, làm sao nói với các chúng sinh cấu đề sinh tử như thực tế, làm sao các pháp không sai biệt, giống như biển cả một vị mặn, làm sao như núi định không động, ta không thoái chuyển như cờ trời, làm sao nhất tâm không nghiệp khác, chỉ cầu đại bồ đề vô thượng, làm sao đầy đủ các hoa nghi, thần tướng đoan nghiêm ai cũng thích, làm sao thường sinh nhà đại tộc cũng được đại phật báo pháp vương, làm sao được sự vô lượng biện, những điều ngôn luận đời không nghĩ, làm sao chữa câu nghĩa sâu xa, nếu con xin hỏi bậc hộ thế, làm sao vô thượng khó thắng được, cần gũi chân biện không để quên, làm sao đồng nghĩa gọi căn tánh, hoặc hỏi không hỏi đều tương ứng, vì sao chưa chứng đủ phạm âm mà tiếng thanh tịnh tập vi diệu, tiếng ca lăng tầng già khả ái, tiếng đại trí hùng mạnh xa nghe, sao như tiếng gầm lớn sư tử là được tiếng trâu chúa trâu sâu xa, làm sao Thế Tôn được cây đàn độ các thứ tiếng âm nhạc, làm sao được tiếng ngọt vị ngọt ngào để thường diễn thuyết vua người vui thích, làm sao tiếng công đức không hoại khi nói như gió như sóng rền, làm sao có đủ các ví dụ để những lời nói được sâu rộng, làm sao để nói lời tốt đẹp, làm sao các pháp không quên mất, làm sao trong đó thấy đời trước, những thần thông đó làm sao tu, làm sao chứ tu hành không mệt mỏi, biết khắp tất cả các pháp thiện, các pháp không nghĩ bàn như vậy tự nhiên chuyển biến khắp mười phương. Thế Tôn, để con không còn nghi, cho nên nay hỏi chỗ quy. Đại Bồ Tát bất không kiến ân cần, tôn kính hỏi như vậy xong, lợi dụng thần lực khiến thân bay lên hư không. Ở trên hư không, tự nhiên hóa thành lộng hoa báu cõi trời, trang nghiêm đẹp đẽ. Do bảy báu hợp thành, đó là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mã não, sa cừ, trân châu, đầy đủ các thứ trang sức quý báu như vậy. Tôi nói lộng báu ấy, mưa không đủ cái thứ hoa, để nhiễu quanh theo bên phải ba vòng, rồi che trên đỉnh đầu Thế Tôn. Ở trong hoa ấy dùng kệ tán thán. Quy mạng trượng phu đại điều ngự, vô thượng chánh giác lượng túc tôn. Tất cả trời người ở thế gian, chẳng ai có thể sánh bằng Ngài. Các chúng sinh mà mãi tâm tối, ngu si điên đảo rơi tà đạo, cực tôn trí sáng nơi thế gian, khiến người quay lại đường thẳng chánh. Vì mất chủng tử pháp thanh bạch, phiền não thiêu đốt tâm chúng sinh. Thế Tôn giống như bậc cha mẹ, hay làm con yên nơi pháp thiên, hay để pháp lành lợi cho người, đời sau mới thật đáng lo sợ. Thế Tôn thành tựu hành đại từ, vì các chúng sinh làm đạo sư. Tất cả chúng sinh không thiện lợi, không được che chở, không cứu độ, hy hữu đại bi thầy dạy đời, Thế Tôn mới là bậc cứu độ. Nói kệ xong, hoa đó liền bay đậu trên chân Đức Như Lai, đồng giây lát liền bay khắp tam thiên đại thiên thế giới, đến trước các đức Phật tung đại cúng dường. Từ trong lọng báu ấy lại phóng ra một chiên đàn, tụ lại lớn như bánh xe, chuyển đến chỗ Đức Như Lai, bỗng nhiên biến mất. Nhưng mùi hương của chiên đàn ấy vẫn thơm ngát, biết khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nó có chúng sinh nào ngửi được mùi hương đó, để cảm nhận niềm an lạc vô cùng lớn, giống như Bồ Tát nhập thiền thứ tư.
Bây giờ Đại Bồ Tát Phật không kiến thì thần thông như vậy xong thì bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát ấy làm sao để đạt được các trí tuệ như vậy? Nó là trí tuệ lớn, trí tuệ mau chóng, trí tuệ quan trọng, trí tuệ dũng mãnh lợi ích, trí tuệ không tướng, trí tuệ khéo nhập, trí tuệ sâu xa, trí tuệ rộng khắp, trí tuệ không sợ hãi, trí tuệ viên mãn. Làm sao để được căn lành vi diệu không thể tính toán, không thể xương lường? Đó là tâm như kim cương, vì căn lành xuyên suốt tất cả các pháp. Tâm như áo ca lăng đề, vì căn lành dịu dàng hay làm các việc. Tâm như biển cả, vì căn lành tu tóm các giới tụng. Tâm như tảng đá bằng, vì căn lành gìn giữ tất cả hành nghiệp. Tâm như núi chúa, vì căn lành phát sinh tất cả pháp thiện. Tâm như đại địa, vì căn lành giúp đỡ sự nghiệp của chúng sinh. Được tâm không tùy thuộc vào hành động kẻ khác, vì căn lành sẽ bị sự dẫn dạy phi pháp. Được tâm khéo tu hành, vì căn lành an trụ nơi tất cả pháp. Được căn lành tinh không ngoại, đối với việc làm của các đức Như Lai không sinh nghi hoặc. Ở một thế giới tự nhiên thấy khắp mười phương chư Phật, cũng nghe các đức Phật ấy tuy nói diệu pháp, là thấy đại chúng Bồ Tát thanh văn, là thấy cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, thì dùng cái việc hoàn toàn không nghi ngờ cho đến căn lành mong thuận thâu nhận quyết định, vì lúc nào cũng làm lợi mình lợi người. Bạch Thế Tôn, này con thật sự vì lợi mình là muốn tạo lợi ích cho các chúng sinh nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, nó còn là vì muốn rộng mở lòng tin trong sạch của chúng sinh nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, để con là vì các Đại Bồ Tát này muốn làm cho họ có căn lành đầy đủ trọn vẹn không nghĩ bàn nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, con lại vì các Đại Bồ Tát mặc áo giáp đại tinh tấn mở rộng tự nguyện này nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, có các Bồ Đại Bồ Tát ở trong sinh tử phát đại tinh tấn vì tất cả chúng sinh nhưng cũng không nắm giữ tướng của chúng sinh. Những Đại Bồ Tát này thì ở trong phiền não sinh tử luôn luôn độ tất cả chúng sinh mà thật sự không trụ nơi tưởng và phiền não sinh tử. Bạch Thế Tôn, có vì các chúng sinh như vậy nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, của các Đại Bồ Tát khi thực hành từ bi đối với các chúng sinh hoàn toàn không có tâm sân hận, thì sự có chúng sinh mắng nhiếc nhục mạ đánh bằng roi gậy tạo đủ các thứ hiếp đáp khổ sở, Bồ Tát như vậy đối với các chúng sinh ấy hoàn toàn không có tâm oán thù, cho đến không khởi tâm ghét bỏ, không làm mất bản nguyện của mình, không có phân biệt và suy nghĩ khác, một lòng tu hành đại từ đại bi. Bạch Thế Tôn, con vì các Bồ Tát trụ nơi đại thừa như vậy nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, của các chúng đại Bồ Tát với các chúng sinh nên mới bỏ mọi sự vui thích và các thứ đem lại an vui cho mình, mới gánh lấy tất cả những nỗi khổ lớn đang đốt cháy, phải ra ý nghĩ ta nên làm thế nào để khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc bậc nhất, khiến cho họ đều đạt được ánh sáng của pháp lớn. Bạch Thế Tôn, có các Bồ Tát ấy khi nghĩ như vậy rồi, đối với tất cả các bậc sở hữu của mình hoặc trong hoặc ngoài đều đem bố thí, đều đem làm điều lợi ích và tốt đẹp. Bạch Thế Tôn, qua việc các Bồ Tát ấy cho nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, có các Bồ Tát là Bồ Tát khi mặc áo giáp tinh tấn như vậy thì phát sinh suy nghĩ nay ta nên vì một mỗi chúng sinh trong hằng hà sa kiếp đang ở nơi địa ngục lớn chỉ có còn não như hơi thở ra vào, nhưng ta không cho đó là khổ, cũng không có chuyện mất tâm Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, con lại vì các Bồ Tát ấy cho nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, con các Đại Bồ Tát khi đã mặc áo giáp tinh tấn như vậy rồi tự phát sinh suy nghĩ nay ta nên vì tất cả chúng sinh mà làm các công việc phụ giúp đỡ đần, siêng năng làm đủ cái việc, không cho đó là khổ, dầu đó là làm nô tỳ hoặc làm kẻ ở hoặc làm kẻ hầu hoặc làm đệ tử, ta nên làm các việc như vậy cho đến làm các biến thuộc để tạo mọi sự thành tựu cho chúng sinh. Bạch Thế Tôn, con lại vì các Bồ Tát ấy nên mới thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, có các Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sinh nên phát tâm đại dũng mãnh đủ các khổ hạnh, sẽ bỏ thân tay chân đầu mắt tủy não, và có khi các đức thân hình ra từng đoạn chặt xương tiêu tủy mà không cho đó là khổ, không có ngừng nghỉ hay biến trễ, chỉ mong để thắp sáng việc cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, con lại bị các Bồ Tát như vậy mới thưa hỏi Đức Như Lai.
Đại Bồ Tát Bớt Không Kiến thưa hỏi như vậy xong, nói lại ý nghĩa này bằng kệ tụng: Có hỏi đại sư các thánh trí, cái trí lớn ấy làm sao thành? Sao gọi trí nhanh nhạy mẫn tiệp, lợi trí thông minh hay thông đạt? Do đâu được trí sâu xa ấy? Trí tận vô biên nói cho con, nhớ tiết trí sâu rộng cùng khắp, chính là tối thắng cầu Bồ Đề. Làm sao để được không sợ hãi? Đầy đủ thiền xảo nói cho con, làm sao để được tâm kiên can, nơi tất cả pháp không nghi hoặc? Làm sao để được tâm dịu dàng, giới hạnh trong sáng sạch như biển? Làm sao như núi không lay động? Bồ Đề quyết định nguyện trang nghiêm, làm sao hành hạnh không tùy người, dáng người rõ ràng được an trụ? Làm sao để niềm tin không mất, việc chư Phật làm không còn nghi? Làm sao để được sinh niệm trí, ở trong một cõi hiện mười phương, khắp xem chư Phật để nghe pháp? Và đại chúng tập cũng thấy rõ, thân tuy không rời chỗ đang ở, mà cúng dường được mười phương Phật, hoa đẹp các hương và hương xoa, đầy đủ các thứ khó nói hết. Tâm ở cõi này chẳng nghĩ gì, thân hiện mười phương vô lượng cõi, đích thân làm việc cúng dường Phật, để do sức thần thông cho biết. Nơi con không tỉnh vì hạnh từ, ở nơi hộ thiền để tu hành, không vì lợi mình mà lợi người. Vậy con xin hỏi những tên gọi, có vì phát tâm cầu trí Phật, căn lành thành tục không nghĩ bàn, tam muội như vậy làm sao tu? Con vì người ấy hỏi vô trước. Mặc áo giáp nhẫn vì chúng sanh, con cầm nhổ sạch các lớp khổ, tất cả đã lìa chúng sanh tưởng, vì vậy nên hỏi chánh giác chân. Có vị thường trụ tâm bình đẳng, quan sát chúng sinh không nghĩ khác, thường để thành tựu việc từ bi, con vì họ tôi hỏi Như Lai, trong đó nên làm những pháp gì mà được không nghĩ bàn như vậy? Công đức đã đạt thật vô biên, con vì họ nên hỏi điều ngữ. Người dũng mãnh mặc giáp thề lớn, vì một chúng sinh hàng xa kiếp, trong đại địa ngục chịu lỗ khổ, là thấy an lạc cho chúng sinh. Họ vẫn không ngủ cũng không mỏi, các vật nơi người thầy đều cho, gom cho hết chúng sinh như vậy. Nên con vì họ cùng xem khắp, dù bị đánh mắng, dù bị mắng làm nhục hay đánh, thân bị cái sự khổ thúc ép, tôi tới nô lệ cho người khác, do những vị ấy hỏi Thế Tôn. Vô lượng trăm ngàn, vô số ức đầu, ai đến cầu sinh đều đem cho, rất mừng, vui khi được cho đầu, vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Vì các chúng sinh mà sợ bỏ tay chân và những phần nơi thân, cứu tá chúng sinh mất đường đi, dứt được sinh tử, hoàng điệu chánh, là cho cả vợ con trai gái ngọc ngà bảo báu và bạc vàng, cả đồ đẹp nhất cũng cứ cho. Con vì việc ấy họ Như Lai, sẽ thân bỏ của không bỏ chán, đêm ngày nghe pháp chẳng nhọc mệt, tâu luôn vắng lặng hành Đồ Đà. Con vì việc ấy hỏi chánh giác, chân thật lời tốt, tâm luôn vậy, hẹp hòi, nói ác, nghe bỏ đi để cho người khác không hiềm hận. Con việc ấy hỏi tự tại, thường dùng tâm từ xét chúng sinh, giống như cha mẹ yêu con một, không thân không oán, hành bình đẳng. Con vì vậy mà hỏi nhân vương, cái công đức hiện có như vậy. Hôm nay con đã nêu bày rõ, nhưng điều đó có thể thưa chưa đủ. Con cũng vì vậy tịnh hỏi Phật, bạch Phật, căn lành nay con có, từ lúc mới hỏi đã đạt được, nhờ các công đức Bồ Tát ấy, mau chứng tam muội, vua vãng lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập. Đại Phương Đẳng Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật. Quyển 6. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cho nên bốn ân nạn như vô khổ ba được. Nếu qua thể nghe được Phật tâm Bồ Đề hóa một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi thích dẫn đại sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.